Sau chiến thắng 1-0 trước Uy trên sân Mỹ Đình ngày 14 tháng 11 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên ngôi đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với tổng cộng 10 điểm sau 4 trận đấu. Trong khi đó, cú sẩy chân trước Malaysia đẩy Thái Lan xuống vị trí thứ 2 với 7 điểm, kém 3 điểm so với Việt Nam. Uy và Malaysia có cùng 6 điểm. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan có tính chất quan trọng. Cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục cuộc đua giành vé dự vòng loại cuối cùng. Trước trận đấu một ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ tham dự trận đấu Việt Nam gặp Thái Lan. So với bản danh sách sơ bộ, hai cầu thủ bị loại là Hữu Tuấn và Huy Hùng. Thay vào đó, ông đã đưa Trọng Hùng và Văn Đại trở lại. Trong buổi họp báo của nhà cầm quân Hàn Quốc tuyên bố toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc đấu này. Được biết, Net Media cùng với Zalo là đơn vị sở hữu bản quyền các trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022. Như vậy, các đơn vị truyền hình có nhu cầu tiếp sóng sẽ phải xin quyền cấp phép lại từ Zalo. Trận đấu giữa Việt Nam và Uy cùng với các nội dung có liên quan sẽ được Zalo phát sóng trên các kênh Chai 3, Zalo, Zalo, Zalo 2, Zalo 3, Zalo Việt Nam, Nè. Việt Nam, Zalo Media, No, Fanpage Netball, YouTube Netball và Fanpage. Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem cuộc so tài giữa giữa hai đội trên các kênh truyền hình Nhân dân, Bóng đá TV, K, Thể thao và Li 2, Y nhất Chi Mai, Miết và Miết Net, Mocha, Bai, truyền hình.